Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Bữa nay là tới tiết mục quay xe hơi cho anh em nha. Em mới về được một con Ford Everest bản trên 2 chấm số tự động luôn. Đó, option đầy đủ cho anh em hết. Bây giờ em sẽ chạy ra chỗ vắng vắng, em quay review cho anh em xem chi tiết con Everest Gen này nha. Lăn bánh mới có 7 vạn hơn chút xíu thôi mọi người. Xe quá là đẹp luôn, liền lạc, rất là thích hợp cho những anh nào mà có gia đình đông người, hoặc là hay đi du lịch công tác xa. Đi con này quá ok nha mọi người, tiết kiệm xăng vô cùng luôn. Tới chỗ rồi, thì bây giờ em sẽ quay cho mọi người luôn cái chức năng cam lùi nha. Con này trang bị luôn cho anh em cái cam lùi rồi. Màn hình hiển thị đồ đầy đủ, cảnh báo, cảm biến va chạm phía sau luôn nha mọi người. Đó, đầy đủ hết, không có thiếu gì hết nha anh em. Bây giờ em sẽ xuống xe, em quay chi tiết chức năng cho anh em nha. Về số B nè. Đó, cần số, lẫy số, đồ vô cùng mượt mà luôn. Remote là đủ hai chìa cho anh em luôn nha. Đây, chìa phụ còn rất là mới luôn anh em. Rồi bây giờ em sẽ xuống xe quay review chi tiết cho anh em nha. À quên nữa, phần phía bên trong xe ở đây thì cũng đã được trang bị cho anh em một cái phim cách nhiệt hai bên cửa. Đó, độ dày cực cao luôn. Anh em nhìn nè, ở đây là chưa dán nè, còn ở đây là dán rồi nè. Đó, chống chói, chống nóng cho anh em mà tuyệt đối luôn nha. Ngoài ra thì cũng đã lên một cái dãy đèn LED giống như mấy cái sàn mạc nè anh em. Đó, anh em thấy không? Mấy cái dãy LED mà chạy quanh cửa nè. Cái này em không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà lên đồ trang trí như vậy là em thấy quá ok rồi mọi người. Làm chiếc xe cho nên nó sang trọng hơn. Màn hình này, màn hình giải trí là full chức năng hết nha anh em. Đó, navigation đồ tùm lum tà la luôn nè. Đó, anh em thấy không? Không có thiếu gì hết. Rồi, dàn lạnh thì hai vùng, vùng trước, vùng sau, đầy đủ. Hello anh em nha, lại là Thi Mô Tô Thủ Đức đây. Bữa nay thì em về được một con Ford Everest. Con này là phiên bản trên 2.0 số tự động nha anh em. Ngoại thất con này vàng sơn đồ còn rất là đẹp luôn mọi người ơi. Xe này anh em mua về là chỉ có sử dụng thôi nha mọi người, không có cần phải mài dũa hay là sơn phẩy gì hết nha. Đó, đèn hậu, đèn pha anh em nhìn nè. Đó, cụm đèn rất là đẹp. Đây, mặt ca lăng đằng trước, chó đèn đồ không có bị nứt bể gì hết nha anh em. Con này là phiên bản 2 chấm và sử dụng mâm hộp kim nhôm 18 inch nha mọi người. Đó, khác với bản titanium là mâm bản phiên bản 20 inch. Cái này là mâm 18 thôi. Đó, bốn vỏ còn rất là mới. Anh em sử dụng đồ, cái thời hạn sử dụng vỏ này còn rất là cao nha anh em. Những cái giới hạn vỏ nó còn nằm rất là sâu nè. Đó. Dàn thân phía sau đây. Đó, đèn hậu đồ không có bị bể hết nha mọi người. Cảm biến lùi và cam lùi cũng được tích hợp sẵn trên cái con này luôn. Đây. Đó, biển số Sài Gòn luôn nha mọi người. Đăng kiểm đồ là còn sử dụng hàng rất là dài, mới giờ đăng kiểm đây. Cảm biến đồ là còn hoạt động tốt hết. Đó, dàn đồng dàn sơn anh em cứ nhìn đi. Em quay rất là chậm nha. Anh em nào mà thấy không rõ thì anh em có thể bấm dừng lại để coi cho nó kỹ hơn nha mọi người. Những cái tem thông số nhiên liệu của hãng Ford vẫn còn nằm trên cửa sổ nè. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu quá tốt cho một chiếc xe 7 chỗ luôn. 658 lít cho 100 cây, đường hỗn hợp nè. Đường đô thị thì 8.42, đường ngoài đô thị là 5.49. Bình xăng dung tích 80 lít, full bình xăng con này thì anh em chạy được tầm đâu đó khoảng chừng 1.000 cây nha mọi người. Đó. Bốn vỏ còn rất là đẹp, vỏ Michelin 265R18 đây. Mâm hợp kim nhôm. Vành chấu nan đồ còn rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Em quay ở ngoài trước lấy mà em sẽ quay bên trong cho mọi người coi nha. Đây. Quay từng ly từng tí luôn.
Đó, anh em mua xe ở xa thì cứ yên tâm sử dụng. Đó, đèn gầm. Đó, rất là đẹp luôn mọi người. Rồi, bây giờ em sẽ vô cái phần phía bên trong cho mọi người coi nha. Con này là có luôn một cái màn hình giải trí cho anh em ở đây rồi. Ô đô thì mới có hơn 7 vạn một chút xíu thôi. Đây, vàng nút trên vô lăng còn len keng luôn. Và con này cũng được tích hợp sẵn cruise control nha mọi người. Cruise control thì được tích hợp trên những cái phiên bản Gen 2 chấm và các phiên bản titanium. Đó, màn hình đồ là full chức năng, dẫn đường đồ là đầy đủ cho anh em luôn. Đó, anh em mua xe này về là tha hồ sử dụng. Đó, màn hình quá xịn sò luôn anh em, nét nẹt nẹt luôn. Mặt táp lô trên đây đen bóng mượt hết. Đó, xe này là em về em rửa đúng 20 phút thôi là em lên xe cho mọi người liền. Này, mọi thứ đèn nè hoạt động đầy đủ hết. Đây em quay cho mọi người đằng phía trước. Đó, vậy led để mirror còn hoạt động đủ cho mọi người. Bây giờ nổ máy lên là cho sáng cái phần bi bi cốt pha nè. Đây. Đó. Đèn này là bóng zin luôn nha. Anh em nào mà muốn sáng nữa thì anh em vui lòng về thay giùm em cái bi cầu khác. Rồi con này là dán phim cách nhiệt là full xe nha mọi người. Đó, và cái độ phủ của phim này là cực kỳ dày luôn. Anh em đứng ở ngoài nhìn vô là rất là khó thấy. Luôn cả ở phần bên trong nhìn ra nè, anh em thấy cái phần chưa dán, ở phần dán rồi nè. Rất là dày luôn, cách nhiệt rất là tốt nha. Những con tán cửa này còn rất là đẹp. Đó, phần khung, phần thân xe, sườn, bộ đồ là còn ok hết nha mọi người. Đây, anh em mà mua cái xe này về chở vợ con đi chơi là tôi nói thiệt với anh em, vợ con chỉ có mê thôi. Tiết kiệm nhiên liệu mà còn rộng rãi nữa. Xe này là 5+2 nha anh em. Và anh em có thể mở cái cốp sau ra là nó sẽ có thêm hai cái ghế ngồi đằng sau nữa. Nếu như mà anh em không chở đồ thì anh em có thể bật hai cái ghế đó lên. Mở luôn cho anh em coi đi. Em kiếm cái lẫy cốp coi. Đây, nằm đây. Đó, này là cốp điện nha anh em. Đây, hai cái ghế nằm ở đây. Anh em mở cái bật cái ghế đằng trước xuống là anh em có thể mở được hai cái ghế này. Đó. Cốp này là cốp điện luôn. Full chức năng. Cam lùi đồ là đầy đủ. Điều hòa thì hai vùng độc lập nha mọi người. Tất cả đều hoạt động tốt hết. Đây, phần điều hòa phía đằng sau đây. Tăng giảm quạt nè. Đó. Rồi hệ thống điều hòa nóng với lạnh nè, hoạt động rất là tốt, trơn tru hết. Trần trên đây còn rất là mới. Xe này là bản Gen 2 chấm AT nên là ghế này được bọc full da nha mọi người. Đó, da đầu còn đen mun, rất là đẹp. Da này là em không lau hóa chất luôn, em để nguyên xi vậy cho mọi người coi luôn. Đây, ghế sau, ghế tài, ghế phụ rồi là còn rất là đẹp. Đó, mép cửa, mép trần nè, anh em nhìn nè. Mướt mượt mượt luôn anh em ơi. Điều hòa đồ là mát lạnh, mấy con xe Ford này là không có phải bàn cãi về cái hệ thống điều hòa của nó rồi. Khỏi chê, đây, những cái mép khung cửa đây. Quá đẹp anh em ơi, này, những cái chỗ này còn chấm sơ luôn nè. Chưa cải mở gì hết nha. Cả bốn cánh đều y chang như vậy luôn. Đây. Đó, hai cánh ha. Rồi qua tới cánh bên đây. Đây, ba cánh. Rồi. Bốn cánh. Chấm sơn còn rất là đẹp. Con này là cũng có tích hợp sẵn cruise control luôn. Đó. Rồi, quay một vòng cho mọi người coi nội thất nha. Đèn trần đồ là sáng đầy đủ hết. Tôi đứng đây mà bật nó lạnh mà cái hơi nó phà vô trong cái bàn tay mình nó lạnh ngắt luôn mọi người.
quá đã luôn. Rồi mở cái máy lên cho anh em coi nha. À quên nữa, ở trong nội thất con xe này thì cũng đã đi full cái viền led rồi, giống như mấy cái xe mẹt đó anh em. Chỉ cần không có nhìn vô chữ Ford thôi là nhìn xe y chang xe mẹt liền. Rồi bây giờ mở hệ thống cốp cho anh em coi nha. À quên nữa, con này là xài kiến, là kiến chỉnh điện luôn nha mọi người. Đây đó, còn cái bảng số sàn là chỉnh tay nha. Đó, con này là tự, nếu mà anh em khóa cửa là nó sẽ tự động nó gập kiến vô luôn. Đây cốp đây. Đó, có sẵn luôn cho anh em hai cái ti thủy lực để anh em không có cần phải lấy cái tay chống cho nó mệt. Đó, dàn cốp trên đây còn rất là đẹp nè. Máy móc là hoạt động im ru hết nha mọi người. Bình đồ là đẹp đẽ sạch sẽ, bấm đề một cái là nổ liền. Đó, không còn gì phải lăn tăn nha anh em. Với 700 mấy chục chai anh em sẽ sở hữu được một chiếc Ford Everest bản Gen 2.AT biển số Sài Gòn luôn, và đăng kiểm hạn còn rất là dài. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm xe 7 chỗ để phục vụ gia đình đi du lịch, đi nghỉ dưỡng rồi thì nhớ liên hệ em để sắm con Ford Everest này về chở vợ cho con đi chơi nha mọi người. Nhớ giùm em, con này là bản Gen 2 chấm, gần như là full chức năng. Đó, rất là đẹp. Anh em nếu mà muốn mua mẫu xe này thì anh em có thể truy cập vào website thimotothudoc.vn. Trong đây thì nó có sẽ có full hình ảnh kèm với thông tin liên lạc, số hotline đồ đầy đủ cho anh em, để anh em có thể tiện mà liên hệ với em nha mọi người. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip review xe Ford Everest lần này của em. Anh em nào thấy hay hoặc là đang có người cần mua mẫu xe này thì nhớ share clip này cho em nha, và cho em xin một like và một follow nữa nha mọi người. Bye bye anh em, hẹn gặp anh em vào những clip review xe lần sau. Khi mà mua xe bên em thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu lại. Mọi người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên, và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, này ken, này bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.